Trọng Việt. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta tiếp tục theo dõi những diễn biến tại vòng 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu giữa Biên Phòng và Đà Nẵng, những đội bóng đang dẫn đầu tại bảng đấu mà họ đang thi đấu tại Đà Nẵng. Ngày hôm nay thì Đà Nẵng ra sân với trang phục áo đen, trong khi các vận động viên Biên Phòng mang áo màu trắng. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này đó là trọng tài Phùng Trọng Việt và trọng tài Phạm Thái Hòa. Đây đội ra sân của ông Trần Đình Tiền. Với các cầu thủ Biên Phòng gồm những cái tên như sau: số 8 Trần Duy Tuyên, số 9 Jacrit ngoại binh tới từ Thái Lan, số 3, số 11 Nguyễn Đức Hoàng, số 12 Nguyễn Hoàng Long, số 17 Nguyễn Ngọc Thuần và số 18 là Đào Duy Thành. Còn đây là các vận viên của Đà Nẵng. Họ ra sân với những cái tên như sau: số 3 Trương Quang Anh Tuấn, số 5 Thawarit Thanathat, số 7 Lê Trung Thành, số 8 Ngô Minh Thành, số 12 Lê Công Tuấn Huy, số 18 Hoàng Trung Kiên. Libero đó là số 2 Nguyễn Trung Hiếu. Trong set 1 này thì Đà Nẵng sẽ thi đấu ở phần sân A, trong khi Biên Phòng sẽ thi đấu ở phần sân B. Trong trận đấu mở màn thì Đà Nẵng đã để thua trước Hà Nội với tỷ số 1-3, trong khi Biên Phòng đã có 3 trận thắng liên tiếp trước Hà Nội, Ninh Bình, Liên Việt Postbank và Vật liệu Xây dựng Bình Dương. Bình Dương đã chắc chắn xuống hạng ở mùa giải năm nay. Đây là trận đấu thuộc bảng D của Nam. Bên cạnh những trận đấu tại bảng D của Nam là những trận đấu tại bảng C của nữ cũng diễn ra tại Đà Nẵng. Trong khi tại Đắk Nông sẽ là những diễn biến tại bảng C của Nam và bảng D của nữ. Như vậy Biên Phòng là những người ra bóng trước. Rất mạnh. Pha dứt điểm của Ngọc Thuần, ngôi sao bên phía Biên Phòng. 1-0 cho các chàng trai áo lính. Ở vòng 1 thì ngoại binh của Biên Phòng đó là Vinh Kỳ Cựu Oan Trai. Nhưng tại vòng 2 này thì do không ký hợp đồng được với Oan Trai nên họ sẽ thi đấu với ngoại binh cũng tới từ Thái Lan, trẻ hơn Oan Trai rất nhiều, đó là Jacrit, cao 1m85 và cũng làm thành viên của đội tuyển quốc gia. Một đều cho Đà Nẵng. Và bóng ra ngoài đều vào điểm cho Biên Phòng. Huấn luyện viên Trần Đình Tiền cũng là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nam. Và bây giờ thì Ngọc Thuần sẽ là người phát bóng. Ngọc Thuần. Tình huống tấn công từ sau vạch 3m không thành công của Ngọc Thuần. Hai đều cho Đà Nẵng. Và chuyền hai có vẻ là hơi thấp so với đà dậm nhảy vừa rồi của Ngọc Thuần. Mỗi bảng đấu sẽ có 4 đội có mặt tại vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại hai địa phương đó là Tam Kỳ Quảng Nam và Nha Trang Khánh Hòa. Bảng nữ sẽ thi đấu tại Quảng Nam, trong khi bảng nam sẽ thi đấu tại Phú Biển Nha Trang. Và dứt điểm, ghi điểm. Điểm Biên Phòng 3 đều của số 9 ngoại binh Jacrit.
3 đều cho biên phòng. Và tấn công rất hay tới từ số 5 bên phía Đà Nẵng, đó là Thanathat, cũng là một ngoại binh tới từ Thái Lan. Và bây giờ Thanathat sẽ là người phát bóng. Thanathat đã từng thi đấu với đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Việt Nam tại SEA Games 32 cũng như là ABC Challenge Cup. Chiếu bước 1 của các chàng trai biên phòng. 5-3 cho Đà Nẵng. Và phát bóng rất mạnh của Thanathat. Lần này thì bóng không qua lưới rồi. Điểm số thứ 4 cho biên phòng. Bắt lỗi các cầu thủ Đà Nẵng. Đó là lỗi chạm lưới của số 12 Lê Công Tuấn Huy. Tỷ số đã cân bằng 5 đều cho biên phòng. Rất nhanh. Cú đánh nhanh ở vị trí số 3. Người ghi điểm có lẽ là anh Tuấn, tuyển thủ mang áo số 3. Lần này thì chắn của Đà Nẵng đã thi đấu tốt. Zakrit đã không thể thắng chắn trong tình huống vừa rồi. Điểm số thứ 7 cho Đà Nẵng. Họ đang thi đấu trên sân nhà. Đây là nhà thi đấu của Cung Thể thao Tuyên Sơn, thành phố Đà Nẵng. Dứt điểm ra ngoài. Thêm một điểm số nữa cho Đà Nẵng. Biên phòng đang nhập cuộc chưa thực sự tốt bằng Đà Nẵng trong những điểm đầu trận đấu của set 1 này. Biên phòng đã đòi lại được quyền giao bóng với cú dứt điểm rất nhanh. Tình huống chuyền hai của biên phòng đã xử lý tốt, đó là Tuấn Huy. Phát bóng không qua lưới, đó là lỗi phát bóng của Zakrit. 9-6. Chắn của Đà Nẵng đang hoạt động hết sức hiệu quả. Lần này thì Ngọc Thuân cũng đã không chiến thắng được chắn bên phía Đà Nẵng. 16 rồi. Tình huống quá khó để cứu bóng của số 7 trung thành. Xác định điểm rơi sai của bóng, thế nên trung thành đã không thể có được một tình huống chuyền hai tốt cho các đồng đội.
Một tình huống đánh bóng hơi thiếu kinh nghiệm. Cơ hội tốt để dứt điểm nhưng số 8 của Đà Nẵng đã bỏ lỡ, đó là Ngô Minh Thành. Đó là Tharathat và biên phòng đã có một tình huống chắn đôi tốt. Pha chắn đôi của Ngọc Thuần và số 18 Hoàng Trung Quyên. Tỷ số được cách biệt còn 1 điểm. 11-9, bóng trong sân rất nhiều. Là những tình huống ghi điểm từ biên 4. Đó là pha dứt điểm của Lê Trung Thành. Được quá mạnh. Và dứt điểm từ sau vạch 3m. Chạm tay vào bóng mà không biết bóng sẽ bay đi đâu trong tình huống vừa rồi của các vận động viên bên phía Đà Nẵng. Rất uy lực. Đó là pha dứt điểm nhanh ở vị trí số 3 của Ngô Minh Thành. Một tình huống phun lực của Minh Thành. Vừa rồi là lỗi đánh không qua lưới của Đà Nẵng và điểm số thứ 11 cho biên phòng. Họ vẫn đang bị dẫn. Và phát bóng không khác gì một tình huống tấn công từ cú chuyền hai của Ngọc Thuần. Những tình huống phát bóng tấn công nếu các vận động viên vào tay thì sẽ là một vũ khí rất lợi hại của các đội bóng. Ngọc Thuần. Đúng như vậy. Lần thứ hai thì anh đã không thể phát bóng qua lưới. Và dứt điểm rất mạnh ở biên hai của Đức Hoàng. Hai đội thi nhau giành điểm. 14-13 cho Đà Nẵng. Và phát bóng của Tharathat. Cơ hội cho biên phòng săn đều cách biệt 14 đều. Và cái điểm của Ngọc Thuần. Ngọc Thuần là thành viên của đội tuyển quốc gia. Ngày mai thì Văn Hiệp không thi đấu ở đường xuất phát. Ngay sau đó là một tình huống phát bóng ra ngoài.
rất căng. Như vậy là bóng chưa chạm chắn bay ra ngoài, điểm số thứ 16 cho Đà Nẵng. Có bóng thông minh tới từ số 11 bên phía biên phòng Đức Hoàng. Dưa cao đánh khẽ, đánh vào vị trí trống bên phía Đà Nẵng. Anh đánh lừa toàn bộ các vận động viên bên phía đội bóng áo đen. Thêm một tình huống bỏ nhỏ thành công nữa của biên phòng. Lần này là Zakrit. Một tình huống gây bất ngờ cho hàng phòng ngự bên phía Đà Nẵng. 16 đều. Rất nhanh, đó là phạt ghi điểm của Duy Tuyến. Đang ở lượt giao bóng của Zakrit. Đánh bóng ra ngoài. 18-16, bây giờ thì biên phòng đang tạo ra khoảng cách cách biệt 2 điểm so với Đà Nẵng. Đà Nẵng đã phải xin tạm dừng hội ý lần 1 trong set đầu tiên này sau khi bị đối thủ dẫn 18-16. Còn đây là các chàng trai biên phòng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Trần Đình Tiền. Cùng giờ với trận đấu này là trận đấu rất đáng chú ý tại bảng C của Nam giữa Sanet Khánh Hòa và Thành Công Tân Cảng. Hai đội bóng được coi là mạnh nhất bên bảng C của Nam. Quả phá bóng thứ 3 của Zakrit. Lần này thì bóng không qua lưới. Bóng đập nhẹ vào đầu của Ngọc Thuần sau khi đập vào lưới. 17-18 cho Đà Nẵng. Anh Tuấn phát bóng cho Đà Nẵng. Cứu được bóng. Rất căng nhưng có vẻ như bóng vẫn trong sân. Và dứt điểm của Thanathat từ sau vạch 3m. Một tình huống đánh rất hay của Thanathat. Có vẻ như bóng đã chạm chắn. Và biên phòng đã xin kháng cáo trong tình huống này. Họ cho rằng bóng chưa chạm vào chắn trước khi bóng bay ra ngoài sân. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Như vậy là bóng chưa chạm vào chắn và điểm số cho biên phòng.
Tình huống khiếu nại thành công của huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Điểm số là 19-17. Bóng ra ngoài rất tiếc. 20-17. Tưởng như đó là điểm số dễ ăn cho Đà Nẵng. Nhưng Minh Thành đã đánh bóng ra ngoài. Đó là cú đập của Tharathat. Đập đúng vị trí của Đường Hương. Zakrit bên phía biên phòng. Một tình huống tấn công đầy sức mạnh của Tharathat. 18-20 cho Đà Nẵng. Bây giờ lượt ra bóng của Đào Duy Thành. Mười chín hai mươi, cách biệt còn một điểm nữa. Lại là Tharathat. Ngoại binh của Đà Nẵng đang chơi hay hơn rất nhiều so với ngoại binh của biên phòng. Rõ ràng là không có được sự phục vụ của An Trai thì biên phòng đã mất đi rất nhiều sức mạnh. An Trai là một ngoại binh có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Anh được coi là miếng ghép hoàn hảo cho đội hình biên phòng với rất nhiều tuyển thủ trẻ tài năng như Văn Hiệp hay là Ngọc Thuần. Còn Zakrit thì còn khá trẻ. Lỗi bông một. Không thể nhảy lên để giữ điểm của Tharathat. Ngọc Thuần rất đơn giản. 21-19. Và lùi sau rất nhanh để lấy đà và giữ điểm. Một vị trí ghi điểm ở bên hai của Ngọc Thuần. Lại lỗi bông một. Cơ hội cho biên phòng gia tăng khoảng cách. Chưa thành công. Bóng chạm chắn bay ra ngoài. 23-19. Và dứt điểm của Đức Hoàng. Biên phòng đang chơi với đội hình không phải là mạnh nhất, nhưng họ vẫn đang dẫn trước Đà Nẵng. Đội hình cuối cùng của Đà Nẵng trong set 1 này. Các bạn đang theo dõi giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2023. Đây là diễn biến tại bảng D của Nam. Trận đấu giữa biên phòng và chủ nhà Đà Nẵng. Chắn tốt và set point cho biên phòng. 24-19. Lần này thì Tharathat đã không thể ghi điểm. Trước tình hình chắn đôi của Ngọc Thuần và Trung Kiên. Tharathat không thành công và set 1 kết thúc với chiến thắng 25-19 nghiêng về biên phòng. Không có gì bất ngờ cả, biên phòng đánh giá cao hơn.
ta cùng quay trở lại với cung thể thao Tuyên Sơn, thành phố Đà Nẵng để theo dõi xét đấu thứ hai trận đấu tại bảng D của nam vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia tranh cúp Hoàng Chất Đức Giang năm 2023 giữa Đà Nẵng và Biên Phòng. Xét 1 thì Biên Phòng đã vượt qua Đà Nẵng với tỷ số 25-19. Và bây giờ sẽ là những diễn biến của xét thứ hai. Hai đội đã đổi sân. Trong xét 1 thì Biên Phòng là những người ra bóng trước, và trong xét 2 này Đà Nẵng sẽ là những người ra bóng. Trung Kiên là người sẽ ra bóng đầu tiên cho Đà Nẵng ở xét 2 này. Nếu để thua trận đấu này thì Đà Nẵng sẽ nhận trận thua thứ 2 tại vòng 2 sau 4 trận. Cả Biên Phòng thì vẫn giữ được thành tích toàn thắng của họ, mặc dù hôm nay họ không thi đấu với đội mạnh nhất. Bóng chạm trán bay ra ngoài. Đó là Tha Thát, người đang chơi hay nhất bên phía Đà Nẵng. Trung Kiên. Không thể cản phá vào Ngọc Thuận. Không thể chắn của Đà Nẵng đâu trong tình huống vừa rồi. Tha Thát đã quá do dự. Một đều. Ngọc Thuần. Trong set 1 thì Ngọc Thuần đã 2 lần phát bóng hỏng. Và lần đầu tiên trong set 2 này thì anh cũng không phát bóng qua lưới. 2-1 đổi điểm cho Đà Nẵng. Chắn bóng tốt, 3-1. Jacques đã không thể ghi điểm. Ngay sau đó thì số 9 của Đà Nẵng cũng bắt bóng không qua lưới. Đó là Bùi Công Tuấn Anh, đội trưởng. Trận đấu cuối cùng vào ngày 12 tháng 11 thì Đà Nẵng sẽ gặp Ninh Bình liên lượt Postbank. Và lúc 19:30 sẽ là trận đấu giữa Ninh Bình liên lượt Postbank. Như vậy là ngày hôm nay chỉ có một trận đấu giữa Biên Phòng và Đà Nẵng tại bảng D của Nam. Chơi rất hay trong set 2 này. Tỷ số được nâng lên 5-2 rồi. Vẫn là Tha Thát. Anh đang tà sung hữu đột bên phía Đà Nẵng. Jacques. Tình huống dứt điểm rất yếu ớt của các chàng trai Biên Phòng. Jacques. Lần này thì Jacques đã ghi điểm sau 3 lần tấn công. 36 đổi một điểm cho Biên Phòng. Một tình huống đánh lách chắn vào vị trí của Tuấn Anh, đội trưởng bên phía Đà Nẵng. Người phát bóng là Đức Hoàng. Đó là Tha Thát. Bật tinh hồn. 7-3. Đức Duy và Văn Hiệp đều đang ngồi trên băng ghế dự bị bên phía Biên Phòng.
Zakrit rất mạnh. Và đánh hụt. Rất tiếc của số 3 bên phía Đà Nẵng, đó là anh Tuấn. Một tình huống phối hợp không tốt giữa Trung Kiên, Truyền Hai và anh Tuấn. 4-7 cho biên phòng. Pha bóng tốt. Vẫn là Tharathat với những tình huống tấn công rất ấn tượng. 8-4. Quả là một ngoại binh đáng đồng tiền bạc gạo tới từ Thái Lan. Đây là Trần Minh Khuyến, người đã không thi đấu trong set 1. Và đánh chạm lưới của Đức Hoàng. Ngọc Thuận, chắn tốt của Trung Kiên và anh Tuấn. 9-4. Biên phòng đã phải xin tạm dừng hội ý. Một pha tấn công rất chậm bên phía biên phòng. Chưa có điểm. Và dứt điểm khó hiền của Đức Hoàng. Ngọc Thuần, cú đánh hơi vời. Cơ hội cho biên phòng. Rất hay, pha xử lý tuyệt vời. 5-9 cho biên phòng. Pha xử lý thông minh của Truyền Hai. Hoàng Long. Đó sẽ là những đánh bất ngờ từ các vị trí Truyền Hai. Khi họ kịp quan sát khoảng trống giữa hàng thủ phía trước và phía sau của đối phương. Vẫn còn. Rất tiếc Duy Khuyến vừa rồi nếu không cứu bóng thì bóng sẽ ra ngoài. Nhưng Đà Nẵng vẫn có điểm với sự tỏa sáng của Tharathat, người đã ghi gần như toàn bộ số điểm bên phía đội bóng áo đen. Đặc biệt là những tình huống ghi điểm ở biên hải. Đội phòng đang cho thấy bộ mặt khá yếu đuối của mình. Một năm. Ngọc Thuần. Ngọc Thuần đã lên tiếng và giành lại quyền giao bóng cho biên phòng. 6-11. So với Tharathat thì Zakrit bên kia thực sự là không hơn gì các nội binh cả, thậm chí còn kém hơn. Trận bóng ra ngoài. 12-6. Điểm số đã gấp đôi rồi. 12-6. Đội biên phòng xin chơi lại bóng trong ngoài.
Trận đấu này cũng là cơ hội để cho ban huấn luyện đưa vào sân những cầu thủ dự bị ít được thi đấu. Cũng là một tính toán của ban huấn luyện. Tình huống khiếu nại. Bóng ra ngoài. Sau khi xem lại tình huống khiếu nại, biên phòng đã cười rất tươi. Mặc dù họ là đội bị mất điểm. Lượt ra bóng quay trở lại với Trung Kiên. Chuyền hai bên phía Đà Nẵng. Lại mất điểm. Không thắng được trắng bên phía Đà Nẵng. 13-6. Chuyển hai lỗi với 4-6 rồi. Không hiểu biên phòng đang thi đấu với ý đồ như nào nữa. Lần hội ý cuối cùng của biên phòng trong set 2. Đà Nẵng đang dẫn rất sâu tại set 2 này. Khá là thát. Rất yếu đuối. Và cũng đẩy bóng cũng đã đủ để ghi điểm. Nếu được phép có lẽ set đấu này nên kết thúc sớm. Rất đông các chiến sĩ đang có mặt trên khán đài để cổ vũ cho biên phòng. Nhưng lúc này thì các vận viên ở sân đang thi đấu như gà mắc tóc. Và họ lại bị mất điểm. Như đánh vào chỗ không người. 16-6, 6 lệch, biệt 10 điểm.
vẫn là Thanathat. Có lẽ ông Trần Tiền nên rút nốt Ngọc Thuần ra để cho toàn bộ dự bị đánh. Thi đấu như thế này thì thực sự là rất khó xem. Mười bảy sáu. Bảy mươi bảy. Điểm yếu của Ngọc Thuần chính là bắt bốc một. Giao bóng của anh cũng chưa ổn lắm. Tỷ lệ hỏng nhiều hơn là tỷ lệ thành công. Lần này thì chắn của biên phòng đã hoạt động tốt. 87. Thanathat đã không thể ghi điểm. Chạm bóng ra ngoài. 18-8. Biên phòng có sự thay đổi vận động viên. Số 9 ra, số 15 Minh Đức vào. Minh Đức đã vào thay thế cho Gia Kết bên phía biên phòng. Lại có điểm cho Đà Nẵng, 19-8. Đánh bóng ra ngoài, 20-8. Điểm Đà Nẵng. Lỗi phát bóng của Bùi Công Tuấn Anh, đội trưởng bên phía Đà Nẵng. Đây là Duy Thành. Rất đơn giản. Minh Thành là người đã ghi điểm. 21-9. Một số điểm có lẽ không nhiều người tin vào trước khi trận đấu này diễn ra. Mình không thể bắt các cầu thủ chính thức của biên phòng thi đấu quyết liệt trong trận đấu này, bởi dù gì thì họ cũng đã nhất bảng. Và cái điểm tốt của Đức Duy.
Xin lỗi quý vị các bạn, vừa rồi thì tín hiệu đường truyền có trục trặc và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại. Tỷ số đang là 23-13, vẫn là cách biệt 10 điểm cho Đà Nẵng. 24 set point, cơ hội để Đà Nẵng cân bằng tỷ số 1-1. Rất căng. Bên kia có lẽ là Ngọc Thuân là người duy nhất có khả năng ghi điểm. 14-24. Và set đấu kết thúc với tỷ số 25-14. 1-1 sau 2 set. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi set thứ 3 tại bảng D của nam vòng 2 giải bóng truyền vô địch quốc gia giữa Đà Nẵng và Biên Phòng. Sau 2 set thì tỷ số đang là 1-1. Biên Phòng sau khi thắng set 1 đã bất ngờ chơi rất tệ trong set 2 và để đối thủ chiến thắng với tỷ số rất cách biệt 25-14. Tỷ số đầu tiên trong set 3 tiếp tục thuộc về Đà Nẵng. Mặc dù Biên Phòng đang thi đấu với đội hình dự bị, tuy nhiên tinh thần thi đấu của họ có vẻ như không được tốt cho lắm. Rất nhiều người cho rằng nếu thi đấu với tinh thần như thế này thì có lẽ họ sẽ mãi ở băng ghế dự bị mà thôi, không có cơ hội nào lên
thi đấu chính thức. Chắn bóng tốt, 2-0. Ở bên kia thì dường như còn mỗi mình Ngọc Thuần là biết ghi điểm. Điểm số thứ 3 cho Đà Nẵng vẫn là Thanathat. Do đội hình chính thức của biên phòng quá mạnh, thế nên là họ đã có 3 chiến thắng trước khi bước vào trận đấu này. Và đây thực sự là cơ hội cho các cầu thủ dự bị thi đấu. Pha phạt bóng ra ngoài của đội trưởng Tuấn Anh. Một phần phát bóng cho biên phòng, tỷ số đang là 1-3. Hầu như chúng ta không thấy được khả năng phòng ngự của biên phòng. Công thức của Đà Nẵng là cứ chuyền bóng cho Thanathat là sẽ có điểm. Và cái điểm tốt của Ngọc Thuần. 2-4. Tín hiệu nếu có mờ thì các bạn có thể xem lại mạng của các bạn. Còn chúng tôi theo dõi trên tín hiệu của YouTube thì vẫn nét. 5-2 cho Đà Nẵng. Với thi đấu như thế này thì có lẽ chiến thắng sẽ thuộc về Đà Nẵng sau 4 set. Bóng ra ngoài của Thanathat. So với nhà thi đấu tỉnh Đắk Nông thì cung thể thao Tuyên Sơn có diện tích rất rộng. Khả năng cứu bóng của các vận động viên ở sân Đắk Nông bị hạn chế rất nhiều. Và phát bóng có phần may mắn của biên phòng và họ có điểm số thứ 4, cách biệt còn 1 điểm. Rất căng. Đó là số 13, Trần Minh Khuyến. Một cái tên khá khó đọc. Câu trả lời tới từ số 15 bên phía biên phòng. Đó là Minh Đức. 5-6. Minh Đức phát bóng. Đoạn chắn không thành công. Dù lần này hàng chắn có tới 3 người. Và cái điểm của đội trưởng Tuấn Anh. Tuấn Anh và Thanathat đang là hai người ghi điểm nhiều nhất cho Đà Nẵng. Đặc biệt là ngoại binh Thanathat. Khác hẳn với Jacques bên kia đã rời sân sau một set rưỡi. Cũng không để lại nhiều điểm nhấn khi có mặt trên sân.
Vừa rồi một pha ghi điểm rất đẹp mắt từ số 7 bên phía biên phòng Hoàng Đức Duy. Không phải, đó là số 11. À đúng rồi, đúng là số 7 Hoàng Đức Duy. Vẫn là Sarathak với những tình huống nhảy rất mạnh mẽ và cú đập cũng đầy uy lực. Cú tấn công sau vạch 3m quá hay của Sarathak. Phát bóng hỏng của Trung Kiên. Là pha ghi điểm của Tuấn Anh. Chúng ta nhìn chắn của biên phòng cho thấy sự bất lực của các cầu thủ chắn bên phía đội bóng áo trắng, trông rất hời hợt. Ngọc Thuần, chỉ có Ngọc Thuần có thể ghi điểm cho biên phòng, nhưng không phải lúc nào chuyền hai của biên phòng cũng có thể chuyền tới vị trí Ngọc Thuần nếu như bước một của họ không tốt. 8-9 cho biên phòng. Rất ngớ ngẩn. Trông như hết pin của anh Tuấn vậy. Pha phạt bóng hơi trượt tay của Ngô Minh Thành. Sau đó đã rời sân nhường chỗ cho libero số 2 Nguyễn Trung Hiếu. Căng. Ngọc Phân đã để dính bóng sau tình huống đập vừa rồi bên phía Đà Nẵng. Đó không phải ai khác mà chính là Thanathat. Sự đập kinh hồn. 11-9. Sau đó thì Thanathat với tình huống này bóng ra bóng tấn công lại không qua lưới. Đổi một điểm cho biên phòng. 10-11. Pha tấn công ra ngoài của Thanathat
tình huống chuyền hai không tốt cho Đà Nẵng, khiến cho Tha Thác không thể dứt điểm thành công. Một bóng rất dị của Minh Đức. Và sau đó là một tiếng cảm ơn tới từ số 3. Anh Tuấn. Đúng, bỏ bóng trước đó cũng chính là của anh Tuấn, khiến cho hàng phòng ngự của biên phòng có phần lúng túng. So với trận đấu chúng ta đang theo dõi thì trận đấu tại bảng C của Nam tại Đắk Nông giữa Khánh Hòa và Tân Cảng đang thu hút được rất nhiều sự chú ý, khi mà hai đội đang có những màn trình diễn tuyệt vời. Lỗi của Thanh Thát, 13-14. Khác với xét 2 thì biên phòng trong xét 3 này đã không để cho đối thủ tạo ra một cách biệt quá lớn. Họ vẫn đang duy trì khoảng cách bám đuổi so với Đà Nẵng. Đức Duy. Rất tốt, đó lại là Tuấn Anh. Hết Tuấn Anh và Tha Thát ghi điểm cho Đà Nẵng. Xem vào giữa đó có thể là một khoảng khắc của Minh Thành, số 8. Đánh nhanh ở vị trí số 3 của số 18, Đào Duy Thành. Rồi chắn của Đà Nẵng đã không kịp nhảy lên để bám. Phát bóng ra ngoài. 16-14. Và phát bóng khá đơn giản nhưng lại không thể khống chế được thành công. Vừa sai vị trí, vừa phát bóng không qua lưới của Đà Nẵng. 15-16. Các vận động viên biên phòng có lẽ sẽ phải thi đấu nỗ lực hơn, khi mà trên khán đài họ đang nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ các chiến sĩ. Phát bóng tấn công rất tốt của Ngọc Thuận. Chắn bóng tốt, dùng chân để cứu nhưng không thành công. 17-15. Một tình huống khá hài hước tới từ số 11, Đức Hoàng. Vừa rồi chỉ có một mình Tha Thát nhảy lên bám chắn và anh đã không thể ngăn cản thành công. Đổi vào điểm cho biên phòng. Nếu Đà Nẵng thắng trận này thì họ sẽ đảm bảo được vị trí thứ hai của bảng D này. Trung Kiên. Không phải, đó là Duy Khuyến. Rất đơn giản nhưng lại ghi điểm. Mười tám mười sáu vẫn đang là khoảng cách 2 điểm được Đà Nẵng duy trì trước biên phòng. Tha Thát, lần này thì anh đã điều chỉnh được lịch giao bóng của mình, cơ hội cho Đà Nẵng lên điểm. Tha Thát, một pha bóng khá hay. Tha Thát, rất nhiều nỗ lực, Tha Thát đã đem lại điểm số thứ 19 cho Đà Nẵng.
nhiều khán giả cho rằng biên phòng cần phải thi đấu dù không hay nhưng phải ăn được cái thái độ. Chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều với các cầu thủ dự bị như này của biên phòng, bởi họ không có nhiều cơ hội để thi đấu trên sân thay vì các buổi tập với đội hình chính. Điểm sáng ngoại trừ Ngọc Thuần thì có lẽ là có Đức Duy, số 7. Trận đấu đang tiến dần về những điểm cuối của set 3. Đà Nẵng vẫn đang dẫn trước 19-16 trước biên phòng. Và phút bóng may mắn của Thanathat, 20-16. Phát bóng tấn công rất tốt của Thanathat, 21-16, khoảng cách là 5 điểm. Rất nhanh. Và có lẽ chiến thắng trong set 2 sẽ khó thoát khỏi tay của Đà Nẵng. Thanathat rất mạnh. Đánh bóng ra ngoài mà không chạm chắn của số 15 Minh Đức. 22-16. Bảng C của Nam thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa có được một điểm nào khi họ toàn thua. Hôm nay ngoại binh của Thành phố Hồ Chí Minh còn không có. Ở bảng đấu này thì Vật liệu Xây dựng Bình Dương đã chắc chắn xuống hạng. 17-22. Thanathat quá chính xác, không khác gì Purina của Hóa chất Đức Giang. Một nửa số điểm luôn thuộc về các ngoại binh. Ở trận đấu này thì có lẽ là phải 3/4 số điểm. Bóng được dồn hết cho Thanathat. Một phần nào đó là Tuấn Anh, đội trưởng. 23-17. Tốt của Minh Đức, 18-23. Đội Đà Nẵng thay đổi vận động viên, số 11 ra, số 18 Trung Kiên vào. Nhiều khán giả đã cho rằng ông Tiền nên rút nốt Ngọc Thuần ra để giữ sức luôn thể cho cả đội. Bóng ra ngoài không chạm chặt. 24-18 set point cho Đà Nẵng. Nếu trận đấu này Đà Nẵng thắng biên phòng thì họ sẽ đẩy Ninh Bình xuống vị trí thứ 3. Trận bóng tốt và set 3 kết thúc với thắng lợi tiếp tục thuộc về Đà Nẵng. Họ dẫn 2-1 sau 3 set.
Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng quay lại với cung thể thao Tuyên Sơn Đà Nẵng để theo dõi set đấu thứ tư giữa Đà Nẵng và Biên Phòng tại vòng 2 của giải bóng truyền vô địch quốc gia tranh cúp vô địch Đức Giang năm 2023. Sau 3 set thì Đà Nẵng đang dẫn trước Biên Phòng với tỷ số 2-1. Nếu chỉ nhìn vào cái tên thì đây có thể là một tỷ số bất ngờ. Nhưng với tình hình hiện tại thì điều đó cũng không quá gì lạ khi mà ông Trần Đình Tiền đã cho các cầu thủ dự bị và giữ lại một mình Ngọc Huân trên sân để thi đấu với Đà Nẵng. Và có lẽ Biên Phòng nhiều khả năng sẽ để thua trận đấu đầu tiên tại vòng 2. Minh Đức điểm số đầu tiên trong set 4 đã thuộc về Biên Phòng. Nếu cứ đánh như vậy thì có lẽ họ đã thắng lâu rồi. Cách là đội nhất bảng D thì Biên Phòng sẽ gặp đội thứ tư của bảng C. Hiện tại bảng C của Nam, đội đứng thứ tư đang là La Vi Long An. Đội có lẽ chỉ mạnh hơn Thành phố Hồ Chí Minh. 2-0 cho Biên Phòng. Trận đấu này mà Biên Phòng lột xác thì chúng ta mới thấy được sự tài năng của đội viên Trần Đình Tiền. Ngọc Thuân phạt bóng thẳng 1-2 cho Đà Nẵng. Bóng ra ngoài 2-2. Thuần, ngôi sao sáng duy nhất trên sân lúc này của Biên Phòng. 3-2. Vẫn nguyên tin báo à. Đang có gần 1.300 người xem trận đấu này trên lường YouTube. Với con số đó, trận đấu giữa Khánh Hòa và Tân Tân Cảng đang là gần 4.000 người. Đổi vào điểm cho Đà Nẵng. Tình huống đánh nhanh vừa rồi của số 8 Minh Thành. Phát bóng ra ngoài. 4-3 cho Biên Phòng. Bóng chuyền có lẽ là một môn thể thao rất kỳ lạ. Ở đó thì mọi người đều có thể làm những việc mà họ mong muốn. Đặc biệt là những bóng mạnh. Điểm Đà Nẵng 4-4. 4-4. Set thứ tư này đang rất căng. Và cái điểm của Minh Khuyến. Thang Thác vẫn chưa ghi điểm nào trong set thứ tư này. Anh cũng đang là ngôi sao của Đà Nẵng. Trận bóng ra ngoài. 5-4 cho Biên Phòng.
chạm lưới. 6-4. Minh Đức rất hay và chuyển sau đầu. 5-4 cho Đà Nẵng. Bắt bóng một tốt và di chuyển sau lưng chuyền hai trước khi dứt điểm thành công. Đó là pha xử lý hoàn hảo của anh Tuấn, số 3 bên phía Đà Nẵng. Và tấn công tốt của số 7 Đức Duy. Lỗi của Tuấn Anh tự chuyển về phía Đà Nẵng. 8 năm rồi. À, bây giờ Đà Nẵng đã xin tạm dừng hội ý lần đầu tiên trong set đấu thứ tư. Đội trưởng của Đà Nẵng đã rời sân nhường chỗ cho số 7, đó là Lê Trung Thành. Đức Duy là người phát bóng cho biên phòng, họ đang dẫn với tỷ số 8-5. Gần 2.000 người đang xem trận đấu này rồi. Rất hay. Kha Khát đã rất lịch sự sang hẳn sân của biên phòng để xin lỗi khi bóng trúng vào người của một cầu thủ bên phía biên phòng. Đó có lẽ là số 7 Đức Duy. Không phải, đó là Minh Đức. Chặn bóng tốt. 7-8. Không phải trận đấu nào cũng sẽ hay và hấp dẫn. Nó cũng tùy thuộc vào vị trí, hoàn cảnh của các đội bóng. Nếu đây là một trận đấu mà buộc phải thắng thì sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Một cặp tứ kết đang rất được mong chờ sẽ là cuộc đụng độ giữa thầy Công Tân Cảng và Ninh Bình Liên Việt Postbank. Nếu như kết quả trận đấu này chiến thắng thung về Đà Nẵng. Bóng ra ngoài. 8-9. Trung Kiên phát bóng. Vẫn là Ngọc Thuần, đến khi bỏ lỡ những tình huống ngon ăn như thế này. 18 cho biên phòng. Ngay sau đó là một tình huống phát bóng hỏng ăn của Ngọc Thuần, đổi vào điểm cho Đà Nẵng 9-10.
Ngay sau đó thì cũng là một pha bóng mất điểm khi mà bóng không qua lưới từ quả dứt bóng của Trung Thành, người vào thay thế cho đội trưởng Tuấn Anh. Không khí trên sân thực sự là không được như mong muốn của các khán giả. Hai đội đang thi đấu khá hòa, đặc biệt là biên phòng. 10-11 cho Đà Nẵng. Bóng ra ngoài. 12-10. Hiện có xét đấu thứ 5. Nhưng mà biên phòng đang chơi rất hay, khác hẳn với những gì trước đó họ trình diễn ở xét 2 và xét 3. Và từ bóng của Ngọc Thuần, hơi vội của Thanh Thát. Rất may bóng ra ngoài, không còn ai ở hàng sau nữa rồi. 11-12. Của Tha Thát 12-12. Ngọc Thuần. Cơ hội cho Đà Nẵng. Thanathat. Quá hay cho Thanathat. Bây giờ thì Đà Nẵng vừa lên dẫn 13-12. Hơi mạnh, 13-13. Biên phòng giành lại quyền giao bóng. Ngày hôm qua thì Ninh Bình đã rất vất vả mới vượt qua được Hà Nội với tỷ số 3-2. Và cái điểm tuyệt vời của Trần Minh Quyền. Ngày mai thì Hà Nội sẽ gặp Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương, đội đã xuống hạng. Và ngày 12-11 thì Đà Nẵng sẽ gặp Ninh Bình, trận đấu cuối cùng của vòng 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Rất căng, vẫn là Ngọc Thuần. Hai trận đấu cùng giờ đang kéo dài tới trận đấu thứ 4. Bóng vẫn còn. Ngọc Thuần. Rất hay. Một tình huống nhảy khá xa, nhưng cái cổ tay dẻo của Ngọc Thuần vẫn ghi điểm. Bóng trong sân rất nhiều. Mười lăm mười bốn. Ngay sau đó thì Đức Duy phát bóng ra ngoài. 15-15.
cú chuyền bóng cho Ngọc Thuần rồi lại có điểm. Hoàn hảo. Bắt bước một tốt và sau đó Trung Thành có cơ hội dứt điểm ở bên 4. Cũng đánh xuyên chắn của Trung Thành. 16 đều. Không thể cứu. Nỗ lực rất tốt của libero bằng áo số 2 Trung Hiếu. Điểm số 47 cho biên phòng. Phát bóng ra ngoài 17 đều. Phát bóng ra ngoài của Ngọc Thuần. Nếu không có Ngọc Thuần trên sân thì có lẽ trận đấu này chỉ kéo dài trong vòng 3 set và chiến thắng khi đó sẽ thuộc về Đà Nẵng. Rất hay pha xử lý tuyệt vời của Tharathat. 18-17. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Phản xạ cực nhanh của Tharathat trên lưới. Sức bật của Tharathat là rất tuyệt vời. Anh thường xuyên tấn công từ sau vạch 3m. Đó là những người đánh sở trường của Ngọc Hiệp. Văn Hiệp bên phía biên phòng. Câu trả lời rất tuyệt vời bên phía Ngọc Thuần. Đấu giữa Ngọc Thuần và Tharathat. 18 đều. Duy Khuyến là cái tên, Minh Khuyến là cái tên ghi điểm cùng với Tharathat rất đều trong set đấu này. Thay cho vai trò của đội trưởng Tuấn Anh. Có vẻ cũng đã thấm mệt. Tuấn Anh không còn là vận viên trẻ tuổi nữa. Một tình huống bất ngờ tự nhiên lại thành có điểm. Cười rất tươi của Ngọc Thuần sau khi chứng kiến điểm số vừa rồi dành cho biên phòng. Tình huống xử lý không tốt của anh Tuấn khiến bóng bay về phía xa. Minh Khuyến rất tốt. Minh Khuyến có chiều cao khá tốt bên phía Đà Nẵng và những điểm số đã qua anh đều không bỏ lỡ. 20-19. Đây là set đấu mà Minh Khuyến và Tharathat ghi điểm đều cho Đà Nẵng. Vừa nhắc xong thì phát bóng ra ngoài rất tiếc. Minh Đức phát bóng. Minh Quyền. 21 đều. Điểm Đà Nẵng 21-20. Đà Nẵng thay đổi vận động viên số 18 ra cho vận động viên. Điểm biên phòng 21 đều.
Sau đó thì Đức Duy đã có pha trả lời giúp cho biên phòng cân bằng điểm số 21 đều. Bóng chạm chắn bay ra ngoài. Và có lẽ là Đà Nẵng đã xin challenger khi trọng tài đã cho điểm biên phòng. Bóng chưa chạm trắng. Điểm số 22 cho biên phòng. Nối lại không thành công. Tốt của Tuấn Anh. Chuyển hai hơi xấu của Trung Kiên. 23-21. Đây là các khán giả trên nhà thi đấu của cung thể thao Tiên Sơn. Bóng trong sân. 24-21 và set point cho biên phòng. Trận đấu có lẽ sẽ phải giải quyết bằng set đấu thứ 5. Bóng ra ngoài với tình huống dứt điểm vừa rồi của Tha Thát và chiến thắng 25-21 thuộc về biên phòng. Tỷ số là 2 đều sau 4 set.
Quý vị khán giả thân mến, chúng ta tiếp tục theo dõi trận đấu cuối cùng trong trận đấu giữa Đà Nẵng và Biên Phòng. Sau 4 set thì hai đội đang hòa nhau với tỷ số 2 đều. Biên Phòng đã chơi lột xác ở trận đấu thứ 4 sau khi chơi không tốt ở trận đấu thứ 2 và 3. Và bây giờ thì chiến thắng sẽ phải giải quyết bằng trận đấu thứ 5. Bóng hỏng, 1-0 cho Đà Nẵng. Rất nhiều người nhận định Biên Phòng sẽ chỉ có được 3 trận thắng thay vì toàn thắng ở vòng 2. Và đây sẽ là trận thua đầu tiên của họ, nhưng họ sẽ không để thua với tỷ số 0-3 mà sẽ chỉ cho Đà Nẵng có được 1 điểm nếu như Đà Nẵng có được chiến thắng ở trận đấu thứ 5 này. Ngọc Thuân phát bóng ra ngoài, 2-1 cho Đà Nẵng. Ở Biên Phòng thì chỉ có một mình Ngọc Thuân là ghi điểm, ngang bằng với Tharathat bên kia của Đà Nẵng. Tharathat trận bóng tốt, 2 đều. Trận đấu đã kéo dài. Gần 2 tiếng. Bóng vẫn còn. Ngọc Thuần tuyệt vời. 3-2. Vòng tứ kết, Biên Phòng sẽ gặp đối thủ khá yếu, có thể là La Vi Long Na, đang đứng thứ tư ở bảng C của Na, đang thi đấu tại Đắk Nông. 3 đều cho Đà Nẵng. Và cái điểm của Minh Quyến. Rất hay và đằng sau đầu của Anh Tuấn, 4-3 cho Đà Nẵng. Ngay sau đó thì Thái Thác phát bóng không qua lưới cho tình huống phát bóng tấn công của mình. 4 đều. Nhìn tỷ số thì rất căng, nhưng chất lượng của trận đấu thì lại không cao. Đó là một pha ghi điểm quen thuộc của anh Tuấn, và sau tình huống này thì anh đã bị đau cổ tay. Rất mạnh, nhưng bóng lại ra ngoài. 5-4 cho Đà Nẵng. Điểm Đà Nẵng 6-4. Điểm Đà Nẵng 7-4. Khoảng cách đã là 3 điểm. Biên Phòng đã phải xin tạm dừng hội ý lần đầu tiên trong
sắc 5 này. Đức Duy và dứt điểm hơi nhẹ, khá là thắt. Và lỗi hai chạm của Đà Nẵng đều có điểm cho biên phòng 5-7. Trận đấu tại Đắk Nông giữa Khánh Hòa và Thủy Công Tân Cảng sẽ bước vào trận đấu thứ 5. Trong sân sau tình huống chắn bóng của các cầu thủ bên phía biên phòng và dứt điểm của Trung Thành, một tình huống nhảy đập rất uy lực nhưng lại để phản đòn. Tỷ số là 6-7. Trung Thành hơi nhẹ, cơ hội để cho biên phòng gỡ hòa 7-7. Và Ngọc Phân đã đem lại được số thứ 7 cho biên phòng. C của Nam là Khánh Hòa đang dẫn đầu, Thành Công xếp thứ 2, Hà Tĩnh xếp thứ 3, Ari Long An xếp thứ 4 và Thành phố Hồ Chí Minh đội xứ Ngạn xếp thứ 5. Hai đội sẽ đổi sân sau khi tỷ số đang là 8-7 nghiêng về biên phòng. Nếu trận đấu hôm nay đoàn không thể thắng được biên phòng thì thực sự là một trận đấu hết sức kỳ lạ. Minh Đức phát bóng rất căng, đó là anh Tuấn. Cũng là những động tác quen thuộc, thành công sau đó của anh Tuấn, 8-8 cho Đà Nẵng. Ngọc Thuận vẫn là Ngọc Thuận và không thể ngăn cản được số 17 bên phía biên phòng.
tấn công trên chắn của Ngọc Xuân, 9-8 trên biên phòng. Chắn bóng tốt, 18. Biên phòng đánh nghiêm túc thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Bóng đã chạm vào người của Đức Hoàng bay ra ngoài. Đổi vào điểm cho Đà Nẵng 9-10. Ngọc Thuân điểm của biên phòng, ngôi sao số 1 trên sân của biên phòng. Mười một chín, bóng chạm chắn bay ra ngoài, 10-11. Minh Khuyến lần thứ hai thì Minh Khuyến đã ghi điểm cho Đà Nẵng 11-12. Bóng chạm chắn bay ra ngoài, 13-11, chiến thắng đến gần với biên phòng. Bây giờ thì Đà Nẵng đã xin tạm dừng hội ý. Ở một thời điểm hết sức nhạy cảm. Minh Khuyến và vào đà không tốt của Minh Khuyến, 14-11 và match point cho biên phòng, 14-11 rồi. Đánh rất dở ở hai set 2-3 và bây giờ thì đánh hay ở hai set thứ tư và thứ năm. Biên phòng vẫn biết cách chơi.
Duy Thành, Minh Khuyến. Cú bóng rất hay. Và sau đó thì bóng đã chạm trán bay ra ngoài với tình huống dứt điểm cuối cùng của Minh Đức. Họ giành chiến thắng với tỷ số 3-2 và chiến thắng 15-11 trong set đấu thứ 5. Như vậy là Biên Phòng vẫn giữ được thành tích toàn thắng tại vòng 2 này. Mặc dù có những trực trặc ở hai set đấu thứ 2 và 3, nhưng cuối cùng thì họ vẫn có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 trước chủ nhà Đà Nẵng. Và bồi thường được trận đấu giữa Đà Nẵng và Biên Phòng.